Đây là nghệ nhân Tấn Biên Hòa. Tao đỡ ăn cơm nãy giờ đâu thấy ăn cơm đâu. Tao để đây. Xuống không? Xuống chứ. Đi ra đây. Trống này nó không còn giá thì sáng quýnh rồi quýnh không được. Đó, lụm. Đá rêu, đá bưng rêu, bưng bảy đầu. Thấy không? Dữ lắm. Quá hung dữ. Cắn nó. Sao anh? Anh quay xong anh thả ra mày. Mày quay lại mày ăn nào. Thả ra hả? Ừ. Không bắt nữa hả? Đưa ra máy rồi coi. Nuôi không? Máy này giữ không? Giữ. Giữ để nuôi. Giữ rồi đó. Em lấy con này đúng không? Vậy vô làm dấu. Con này cũng vừa lỡ nè. Con này cũng tơi nè. Ừ. Má, máu xong rồi hai con. Là. Hỏi chạy chứ vậy? Chèo góc nội. Ngay góc này luôn nè. Có kèo chưa? Không thấy cái kèo nào luôn. Ừ đúng rồi. Ngày thì má lại đá chịu không được. Những máng kèo này đúng. Ê anh Long, Long. Trường máy là quýnh trường máy là cho đẻ. Rớt không đó. Qua tới luôn rồi Long ơi. Nó ngồi giữa đường mà khô luôn. Chim ghiên nè. Chết chắc. Nó trên nội dung rồi. Sao mình biết nào máy nào trống rồi. Máy nó lo. Máy con hoài con ở hoài con máy.
đâu đó đó, đúng rồi đúng rồi, hay lắm. Lên luôn. Rồi hay quá. Lên hay quá Long ơi. Có bắt máy không? Không không, không đâu. Tháo luôn Long ơi, đi chỗ khác Long ơi. Ồ hay quá. Tự chạy lên nó kiểu thôi. Đứng lên luôn rồi, bỏ đi. Ở đây còn cặp nữa mà anh Long. Máy nguyên chuyện. Súng già. Ừ. Có bay lồng lồng rồi. Hôm nay chắc không phải lóc rồi. Đầy đã hả? Đụng má dưới biên hòa gặp thợ săn thành phố rồi nó dứt hết. Không còn con lông cá đó mà nó còn vớt mà. Chắc con này nữa đua quá. Chờ mà, chờ mà. Vậy mà không rớt hả, nó chồm thế hả? Nó muốn xuống rồi. Dám. Dám nhiều vô giờ. Chưa nữa hả? Chưa nữa. Đứng cái đầu không? Còn anh. Không rồi, giờ đứng ngang rồi. Chờ không biết luôn. Đi đâu mẹ rồi? Đó, còn đứng đó. Cái nhánh đó nó bay qua giờ. Nó bay qua dính. Đứng thế đó không có dính được. Đó, nó bay qua dính rồi. Rồi, thế này là mua. Bay qua không dám nhào quá sợ. Rồi đúng sợ dính rồi đó. Lộn lên tới đây chạy không mày, đúng rồi đứng lên xe tướng đồ ta đẩy lại cho tướng bỏ vô đẩy xe lại luôn anh Long ơi. Có một con hả? Hả, mấy chục con rồi anh ơi. Chỗ còn nè. Ừ, một chỗ nó có con nè. Chỉ cần một buổi sáng thôi là đủ ha, đủ vốn. Đó anh, ngay đây luôn nè anh. Còn có phải cà đâu. Vì nó bên đây, bên đây, bên đây. Còn ở đây có cái cốc nè. Cái này nấu cùi vẫn to lắm. Mưa mấy chim mà vậy chờ vậy thua. Ở đây. Úi đất luôn anh.
Còn thì có cái gì mà để hồi sâu nguy hiểm nè. Ở đây là cái vùng tôm cái gì vậy? Nuôi tôm quá. Hạ thủ luôn hả? Giọng đâu? Không. Giọng gì đâu, phải giọng đâu. Chưa hả? Ơ gì này không phải hả? Sáng ngày nó bắn kéo chí kéo à. Ở đây mà đâu em xào hay đâu không? Rồi lên. Sao? Chưa nghe, chưa tới. Chậu ca là chữ ra chưa có. Xuống giờ xuống à? Không thấy nó luôn á. Trên cây dừa, trên cây dừa. Trên cây dừa. Ù, có chim con luôn. Miền Tây mà bao chim luôn. Má cây cầu dừa sạch mẹ rồi. Máy quay đỡ rung, máy quay điện thoại rung quá. Kéo thấy nó đâu vậy? Vừa. Nó kìa trên đập, đi nó đi cao. Cái này mình giờ vừa Hình Long quýnh được anh ơi. Giờ vừa Hình Long ở ngoài á, trên đây nó đi cao quá. Cái tội á đây mà. Để tối để lên thấy được xuống. Rồi, cầm áo đi Long. Anh giờ qua cầu xuống. Này đi hái cọc anh. Đây cái vuông tôm hay gì to ghê ha. Hôm sụm nắng rồi. Không phải đâu. Kéo về phải không? Ừ, kéo về. Đứng ngược chị ông Long. Dậy tới rồi đó. Tới rồi đó. Né ra. Đứng ở lùi, đứng ở lùi. Xuống. Hai đầu. Còn quấn bao bền. Còn con nữa. Ông kia bán mà thằng Hậu đang hỏi mua rồi. Nó chưa mắc cho nó mua 2 triệu. 2 triệu à? Bữa giờ nhiều người đeo lắm mà chưa dám mua. Cái con của anh Thiện hay chơi cũng ghê lắm không anh? Thiện hả? Ừ. Thiện cũng được. Khá. Xuống. Rồi. Thiện nó bán chơi. Hỏi vậy thôi chứ nữa cũng muốn chơi đồ đỏ lại nữa không không. Tại trên mình không có chim. À, đi kiếm chim cực như quỷ. Chứ sao? Mỗi lần mới đủ giờ chim, chim đâu giờ. Rồi, rất là chậm rồi. Đấy. Quốc. Con này giọng cũng thường ở đâu có ấy đâu không anh? Ừ. Sáng không em nghe gọi là đó em.
Ờ, sáng hôm nay nó bắn chéo chéo mà kỳ vậy. Chéo chắc lúc đó nó căng nó bắn ra, còn dưới lại con này. Con này có gì gọi là con máy nó không xuống à? Xuống thì tốt, đâu cần bắt máy đâu. Máy hài lòng quá chừng, cánh đuôi lùm lum. Con này lên đá. Nhiều con mất dạy lắm, nó hái trống, nó sợ trống, nó xà xuống máy, nhảy máy luôn. Ừ. Nghe nó nhọn á, thấy lửa hả? Chứ nó mà hơn lửa chim em là nó đâu sợ đâu, đẩy thẳng nó bập kia luôn, một phát. Lửa bên đó là đụng nóc luôn. Nuôi sao mà cỡ mức độ đó mới giữ được. Con này thấy không hâm, không ăn. Rớt. Ừ, nó chỉ coi vậy mới sướng nè, chứ mà máy lụp lên là nó rớt liền, đâu có hay đâu. Tới rồi đó. Tí nữa. Đây có mình nó ở thôi mà sao nó lên đá ngộn vậy? Ừ, tới rồi đó. Rồi, vô ăn luôn rồi xong tiêu. Tiêu dạ. Hết luôn rồi. Rồi. Cắn nó, đúng rồi. Bỏ đi. Ăn về luôn hả? Không có gì nữa là nó đen. Còn nữa đi bộ bên kia quên tính tứ cầm thái cái cắt rồi. Trời má. Con nào cũng gắn, máy cũng gắn, trống cũng gắn. É é é. Chuyện không anh? Nào, dạ. Dạ. Con này. Đây sao thấy nó cục đuôi nhiều dữ ha. Con này không có hay. Mùa được mùa hai lông mà. Nó đi miền Tây mà mưa vậy là thua. Nó làm cứ chiều nó phun học.